Còn bây giờ con đừng thèm coi đài. Bây giờ ai đây coi đài OFI, đài Vo, đài Trần Nhật Phong, đài tính khỉ gì quý gì đi. Tới lâu hù dỏ quá là mệt quá. Ngày nào đục thì cứ đục đi. Con có hiểu không? Còn bữa nay con coi đài nghe Dương Khang ngay chứ. Bây giờ con biết rõ là nghe nó không có mạnh là để nhị cường quốc như ngày xưa nữa. Và con biết hôm nay nước nghe là giờ đi gọi là điêu tàn, nó chỉ còn hung dữ thôi, con chó đó, chó điên rồi. Bây giờ nếu giết luôn cái người đó đặt của nó là ông gì thì coi như là nó làm gì có khả năng hai chọi một với Mỹ mà để cho Mỹ bị hỏng chọt cái quẹ. Bây giờ Mỹ nó ta để cho thằng nhóc con Dương Khang giải quyết mày. Tao bây giờ mới đánh vô cái thằng chùm sò phải không? Cái gì đầu sỏ là tập mà trong biết á, ở cho mấy thằng tướng của tập á biết đánh tập chứ. Cho nên hai năm nay tập chấm bình á, sư phụ hỏi bữa giờ nó thanh trừng nội bộ nó nhiêu, trời ơi mấy nghìn người rồi nhưng mà không ai biết hết, chỉ có Thái tử biết thôi. Nó giết lẫn nhau trong nội bộ tướng lãnh mấy nghìn người đó con. Tại vì mấy thằng tướng biết đánh là thua, không có chịu đánh. Mà không đánh thì nó không có ổn định trong nội bộ của nó. Mà Mỹ muốn đánh lúc nào Mỹ đánh, mà Mỹ không đánh. Tại vì mất đánh. Tại đánh thì dân của nó đoàn kết thì nó mạnh hơn sao. Con hiểu cái lối chơi bài không? Không đánh mà lại thắng. Cho nên cơ trời nó màu nhiệm gì. Thà cái phụ chịu thêm xíu tóc bạc. Thôi chỉ lại là gì á, mày sắp chết nhưng mày đừng có điên, mày bấm mấy này. Tao sắp sửa vào cái thời gian son dân tộc tao sắp sửa thành cường quá. Tao mày đừng có bấm nghe. Tao hy sinh xuống này năm mấy năm rồi, tao chờ thêm 10 năm hay 5 năm cũng không nhầm gì nữa. Mày bấm là cả thế giới này là mệt lắm. Thì nó bởi khánh 2 tuần. Chứ thật sự nội bộ Trung Cộng nó giết nhau mấy nghìn thằng. Thành trận nhau đó. Mà ngoài đời có ai biết không? Đâu ai biết. Mấy vị biết. Mấy vị biết cái gì? Tôi bộ hỏi về chính trị thì mấy vị giải thích. Nhiều cái rất là hay. Mấy con nghĩ mấy ông lãnh đạo nước Việt, mấy ông không có nghe cái đài của sư phụ. Ông là người đầu tiên VIP nghe đó. Nghe mới tắt riêng. Giờ mới mời Biden qua đó. Mới gọi Thịnh Thiên. Mà Thịnh cũng hơi muộn đó. Chứ từ đầu mà thụ không lên đài mà nói Trung Cộng chia 5 xe 7, xe 7 chia 5 Thế chiến thứ 3 không còn thế giới vô thần. Thụ cứ như đó xào tới xào lui, xào riết. Cũng giống như là nước nhiều thấm đất. Đó cuối cùng á là thụ thành công với chuyện Việt Nam mình bây giờ không còn dính đi theo Trung Cộng nữa. Toàn mình chỉ còn giá díu để cho nó đừng có thù thôi á. Mà nó bự quá, mình không phải nương nương. Còn bây giờ đúng ra mấy cái đài không có nên chửi gì anh em là thân Trung Cộng nhiều. Nó chỉ có một số thành phần thôi. Cái hai nước Việt bây giờ tách riêng rồi. Đó là thù biết cái gì mà.